Ok, vậy thì xin chào bạn, chúng ta sẽ trở lại với House of Iron 4 với mod Road to 56. Thì hôm nay chúng ta sẽ lại làm thêm một campaign mới đi. Thì hôm trước đáng lẽ ra là chúng ta sẽ có một part của Napoleon Pháp, nhưng mà mod đấy nó bị lỗi một chút ở đoạn giai đoạn 1938 chăng? Bởi vì giai đoạn 1938 thì khoảng tầm FPS của mình nó bị tụt xuống. Biết rằng là FPS của mình nó đang bình thường ấy, à không, nó cũng đang rất thấp rồi ấy, nhưng mà lúc đó còn tụt thấp hơn nữa và cái đồng hồ chạy chậm hẳn luôn. Không hiểu sao luôn. Mình đã khởi động lại máy và đủ kiểu nhưng không được. Vậy thôi thì chúng ta sẽ chơi campaign mới và sẽ không phải Hà Lan đâu nhá. Hà Lan chơi khá là hay ấy. Bạn nào chơi được thì rất hay. Mình chơi hôm trước mình quẩy nát cả thế giới luôn. Thì hôm nay là chúng ta sẽ chơi Mỹ và tất nhiên rồi là chúng ta sẽ chơi được kiểu phát xít nhá. À từ mình cho khoe các bạn xem thử hôm trước mình chơi cái bọn Hà Lan nào, mình đánh vãi cả da ấy, hề luôn, cứ xem thử cái này. Ai trời, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thì chắc khoảng tầm là thứ, chắc từ giờ cuối tuần chắc mình chả làm video ở đâu. Thì Hà Lan thì lúc đầu nó có ở đây này, nhưng về sau là mình tấn công và mở rộng ra khắp khu vực Pháp, và sau đó là mình đã cho một khu vực là Indochina do Nguyễn Tường Tam và Empire Việt Nam. Đừng hỏi mình nhá, đừng hỏi mình, đừng hỏi mình mọi chuyện xảy ra như nào. Và sau đó mình sẽ chiếm Syria và đủ kiểu tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ. Nói chung là vậy, mình chỉ khoe thôi nhá. Back to menu lại nữa. Nói chung là like và subscribe của kênh mình nhá. Và chúng ta sẽ bảo rồi là mình sẽ chơi phát xít Mỹ và tắt Historical AI Focuses và vào thôi nhá. Start. Thì đầu tiên là chúng ta đang chơi mod Road to 56, nên tất nhiên rồi là chúng ta sẽ có một cây National Focus khá là lớn. Tuy nhiên rằng là chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn, rằng là một là chúng ta sẽ theo con đường là War Propaganda, là có nghĩa rằng là nói chung là không biết dịch nhở, mình hiểu nhưng mình không biết dịch, thôi kệ như vậy. Thì đây là con đường cho dân chủ nhé. Thì thường là nó sẽ đầu tư về công nghiệp với cả là củng cố công trình phòng thủ và hỗ trợ các nước dân chủ và các nước của đồng minh. Và các bạn có đường là Master of America thì là đây là con đường của phát xít, và các bạn sẽ làm, nói chung là thoải mái mà. Mình sẽ đầu tiên là mình sẽ đi xử lý, nói thẳng ra là mình sẽ không assert our influence nhé, mà mình sẽ gọi là tour và declare war đủ ăn khắp nơi nhé. Ok, thì đầu tiên rằng là chúng ta hãy làm election campaigning và chúng ta sẽ làm theo public sentiment và USA first nha. Rồi ok, election campaigning, research slot, bởi vì Mỹ là một trong quốc gia khá là mạnh về khoa học và nghiên cứu kỹ thuật, nên tất nhiên rồi là chúng ta sẽ có 4 slot để nghiên cứu nha. Nhà máy thì bọn này có khá là nhiều, thực sự nhiều. Chúng ta nếu mà có thể thay đổi được cái này, thay đổi được cái anisotope isolation này, thì chúng ta sẽ đổi sang được partial mobilization thì quá là tốt. Bởi vì Mỹ là Mỹ theo chủ nghĩa là cô lập, là họ không hề muốn tham gia một cái liên minh nào cả. Thế nên rằng là họ có một cơ chế đặc biệt là anisotope isolation. Hình như trên cả thế giới này là không có quốc gia nào có cái anisotope isolation này cả. Cái này nó càng tiêu, cái kiểu nhà máy tiêu dùng càng lớn, số lượng dùng nhà máy tiêu dùng càng lớn. Và factory thì chúng ta sẽ xây cho mình một số nhà máy quân sự đi nhá. Hai cái đã, rồi thì tính sau. Chúng ta sẽ chắc là cũng không cần nhiều vũ khí như thế đâu nhỉ. Máy bay thì sao nhỉ? Into warfighter, show outdated equipment. Carrier fighter này mình cũng không cần. Carrier fighter mình không, kiểu mình không là dùng cái đấy lắm. Không cả nhá, mình toàn đánh toàn đặt linh tinh thôi. Into war bomber, mày lùi đệ tao cái, cho hai hết rồi. Thế nhanh ấy. Thôi kệ đi, chúng ta vẫn còn khá nhiều tàu thuyền mà. Mình một cái chiến thắng. What the fuck? Mình sẽ cần thêm tàu ngầm này. Cho thêm con voi đã nhá. Cho 9,29 một cái, mình xem có cái gì nữa không nhỉ. Carrier thì mình cũng chưa cần lắm. Thực sự là chưa cần lắm đâu. Thôi rồi. Kệ đi, này chắc là cũng vừa vừa nhỉ. Rồi ok, chúng ta đang thiếu manpower khá là trầm trọng đấy, nên là sẽ cần phải để ý một chút. Tàu chiến chúng ta khoảng tầm là khá là đông, thực sự rất đông, nên là mình sẽ cần phải để ý thế nào. Merge bọn này vào á. Divide đầu tiên, divide ra nhá.
Mày sẽ ấn skin mày sẽ là ai đó mình chẳng quan tâm nữa. Cứ thằng nào level cao là mình sẽ kệ luôn. Từ từ mình sẽ chọn thằng nhá. Mày tường ngầm đâu rồi? Cho ta tường ngầm đi cái. Ok. Mày sẽ đi quét mấy cái bờ biển nhá. Sau đó thằng lại đâu? Khiếp chưa gì sản xuất như thế nữa. Bọn mày sẽ cai quản bờ biển Caribe nhá và đủ kiểu nhá. Hạm đội của Mỹ hiện tại nó đang rất lớn, thực sự là vậy luôn đi. Chúng ta sẽ cần phải khẳng định là vậy. Chúng ta còn đang kiểm soát cả cái kênh đảo Panama nữa, là chúng ta sẽ có đường di chuyển sang bên phía đảo này. Và Nhật thì nói thẳng ra là thủy quân của mình sẽ đánh bại nó hoàn toàn luôn. Vấn đề là chủ yếu là máy bay là mình sẽ có thể kiểm soát được không hay thôi. Đấy mới là vấn đề. So outdated equipment này, battleship, battlecruiser là thằng nào? New Mexico class. Thực sự là mình chẳng biết nhìn cái này đâu. The fuck cái gì ấy? Ok, xong rồi. Chúng ta có rất nhiều quân đội nên là mình sẽ cần phải tập trung lại vào nhau vậy á. Bọn mày sẽ cần... Ok, election campaigning. Tất nhiên rồi, là Mỹ bây giờ vẫn đang bị ảnh hưởng bởi cái The Great Depression. Có nghĩa rằng là đại khủng hoảng. Thì hôm nay mình cũng vừa làm cái đấy xong nhỉ. Communist Revolutionary này. Mình sẽ cho thằng này cho cậu phát xít luôn đi nhá. Hôm nay mình vừa làm cái tác phẩm là How to Kill Mockingbird ý. To Kill Mockingbird ý. Làm về cái cũng nói chung là làm về cái chủ đề đặt trong năm 1933 sao ấy. Cũng chủ yếu là nói về thêm một chủng tộc nhưng mà cũng có một phần là cũng có một phần nói về The Great Depression một chút. Nói chung mình chỉ biết vậy thôi. Mình cũng không đọc sách, là mình làm book report mà. Các bạn mới thấy là Yugoslavia recognizes Soviet Union ấy, thì có nghĩa rằng là bọn Nam Tư sẽ theo con đường là cộng sản nhá. Mà thằng là ấy, Nam Tư mà theo con đường cộng sản là bọn nó rất mạnh. Thề luôn, bọn mạnh cực. Thế này bọn nó sẽ khá thoải mái luôn. Kiểu Nam Tư nếu mà theo cộng sản thì thường là nó có thể tạo lập một cái hệ thống liên minh được với nhau và rất thoải mái luôn. Mày sẽ làm tại phần Infantry Division đấy nhá. Tình hình vũ khí chúng ta đang khá là kém. Cũng phải nói là vậy. Controversial figure. What the fuck? Promotion cost cộng 5000%. Ông này ông tính cũng chẳng ra gì mà. Reckless Armor Division Panther, ông này không phù hợp để làm infantry này. Rồi ok, bọn mày sẽ tập trung về Mexico nhá. Có gì là mình sẽ chiếm Mexico nhá. Nhớ là vậy cái. Division attack, armor, speed. Mình không cần này lắm này. Cavalry à. Supply. Không có thằng nào nó hợp với mình lắm. Thôi cho bừa vậy. Mình sẽ chọn bừa ông này đi. Xong rồi ra. Right wing rhetoric này. Fascist thì chắc sẽ còn lâu nữa đấy. Nên là chúng ta sẽ cần phải đợi khá là lâu. Mình sẽ tập trung hết lực lượng của mình về nhá. Thì sau đó sẽ tính sau. Xem nào. Yugoslavia. Vâng, Form Peasant Council có nghĩa rằng là thành lập mà cái gì nhỉ? Khó nhớ. Cái kiểu mấy nước học tiếng Anh thì thường nó khá là khó để dịch ý. Người ta cứ hiểu luôn thôi chứ người ta chẳng biết nói gì cả. Để mà làm USA First thì chúng ta sẽ cần phải có đảng đang lãnh đạo là phát xít. Những cái vấn đề rằng là chúng ta sẽ cần phải ít nhất 50% là đảng phát xít. Nên là chúng ta sẽ không khá lâu nữa để đến khi được mà chúng ta có thể là cho đảng phát xít lên lãnh đạo được. Bây giờ mới có 11% thôi. Tuy nhiên thì cộng khá là nhanh đấy. Khá là nhanh. Cộng 0.3 này thì rất nhanh. Chắc chắn là mình sẽ cộng sắp xong cái nơi rồi. Chắc khoảng tầm là đến cuối năm nay, cuối năm 1936 này mình sẽ được. Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu làm luôn cả mấy cái Master of America nhá. Sau đó chúng ta sẽ xử lý về vấn đề là Combat the Great Depression nhá. Và chúng ta sẽ chuyển từ cái Undisturbed Isolation sang Isolation. Có nghĩa là chủ nghĩa cô lập.
không bị phá đám hay gì đó, gọi là vậy được, và chuyển sang chủ nghĩa cô lập thôi. Và sau đó thì thường là có lẽ là mình sẽ cho thêm cả Military Factories đi. Phase 1 sẽ xử lý mấy vấn đề này. Political Power của mình đang cộng khá là ít, bởi vì là The Great Depression kia nó trừ 1 điểm của mình và nó cũng khá là mệt. Chúng ta hoàn toàn có thể join Japan và xử lý bọn Úc với cả bọn New Zealand, nhưng mình không cần lắm, mà mình muốn là hỗ trợ Đức ý, để mình sẽ tấn công bọn dân chủ kia. Nó thẳng ra chơi kiểu dân chủ nó thường nó cũng hay chán lắm, kiểu dân chủ nó không, nó thường hay là kiểu guarantee hay là change government ý, chứ nó không có quyền để gọi nào nhỉ, bọn nó không có quyền để có thể gọi là puppet. Nó có quyền chiếm nhưng mà nó không có quyền là kiểu cho làm phiên dậu hay là không có quyền cho làm phiên dậu nhá. Chỉ được quyền là một là chiếm, hai là thay đổi chính phủ nhá. Vãi cả 10 thuyền đi mày lắm thế. 90 cái thuyền mình ở đây đâu rồi nhá, mình đang tự hỏi thật sự đấy. Thuyền của mình đâu nhỉ, thuyền ta đâu? Đây 100 thuyền à. Merge này, sau đó một nửa thuyền của mày nhá. Mày sẽ hơi cho bắt này nhá. Không cần phải nhiều thuyền đi quét này thấy đâu. Mấy bờ biển xung quanh của Mỹ mình sẽ đi quét nhá, để mình cho an toàn một tí nhá, cho an toàn một tí. Tình trạng vũ khí của mình nó không tốt lắm. Bao giờ phát ship lên được nhỉ? Sao cái này chậm, cộng chậm hẳn rồi ấy. Thế luôn ý, kiểu support the right cộng 0.06, vừa nãy là cộng 0.20. Nó kiểu như bị cấm hay sao ấy, nó bị làm sao ấy, mà sao bị chặn vào nhỉ? Thực sự là mình đang không hiểu. Nói chung là Mỹ sẽ có một nền công nghiệp khá là mạnh, nên là chúng ta có gì nhá, là chúng ta sẽ xâm lược bọn người Anh vào đường biển luôn. Thế mình chẳng sợ lắm. National Youth Administration, hoặc là thêm nhà máy. Social Security Act. Mẹ cả mũi. Rồi ok, thì mình sẽ muốn là cho Open Up Political Discourse này. National Referendum thì chắc là còn lâu đấy. Trừ 10% Democratic này. Sắp được rồi, chúng ta sắp thành công rồi. Nhưng mà mình sẽ đợi để khi nào được 50% nhé. Bởi vì chắc là lúc mà đến 50% thì thường là mình sẽ được đủ political power để mình làm cái National Referendum, là kiểu trưng cầu dân ý toàn quốc ấy. Thì lúc người dân sẽ được quyền chọn là theo chính phủ nào, theo kiểu thể chế nào ấy. Nói thẳng ra trong lịch sử ấy, thì mình thề là ấy, ông Roosevelt là chắc chắn sẽ không cho phát xít lên nắm quyền như này ở đâu. Như này hơi quá dễ. Expensive support sắp xong chưa? Nhở, mình cộng này bao giờ 100 để mình từ từ xem có là cộng political power không nhở? Không có à? What the fuck, này bao giờ mình mới được đây? Cái vấn đề là chúng ta đang cần cái political power. Thôi mình sẽ để tạm nhá, mình sẽ để tạm khoảng tầm là bao giờ được 100 đi, bởi vì cái để anh kia bao giờ mình mới được. Chúng ta sẽ đợi vậy thôi nhá. Ok, cộng thêm 10% phát xít này, và phát xít đang lên nắm quyền gần hết rồi, nhưng mà vấn đề chúng ta đang không có
political power để mình có thể gọi là ảnh hưởng, để có thể gọi là phát triển khai luôn cả cái national referendum kia. Nên là cũng đang khá là mất thời gian. Tại sao mình không cho kiểu CPU luôn cho tiện nhỉ? Nhưng mà CPU thì thường là mình sẽ mất nhà máy đấy, nên là thường là mình cũng sẽ cố gắng là né mấy cái chuyện kiểu đấy. Quân đội của mình thì giờ vũ khí vẫn đang quá kém, nên là nếu tấn công bọn Mexico thì mình sẽ thua, hoặc là mất thời gian là chủ yếu thôi. Chứ thực sự nó lực lượng của mình sẽ đông hơn nhiều cho bọn nó rồi. Và sau 12-21, cái bọn này cây riêng của nó. Finish the revolution, Viking Fund, bọn này clean cabinet, side with the right, side with Claudius. United America's get event, alliance invitation. Thì bọn này nó có sự lựa chọn là sẽ liên minh với bọn Nhật hay là Đức hay là Mỹ hay là gì gì đó, chả biết được. Sắp đủ rồi, cố lên nhá, cố lên. Từ từ xem mình có thả được Vương quốc Hawaii ra không nhỉ? Không được. Vô đây. Mình muốn được kiểu như là trong cái nó là nhỉ? Khai Strike ấy. Thì là sẽ có một cái vương quốc vương quốc của Hawaii ở đó, ok. Không đổi tên à? Silver Legion of America, tên chán quá. Rồi ok, USA first này. Sau đó thì chúng ta sẽ cho là Concentric Industry này. Construction của mình thì nó đang xây dựng khá là chậm chăng? Cũng không phải là quá mức nhưng mà cũng đang khá là chậm đấy. Ờ, mất khoảng tầm 5 tháng mới xây cái này, hơi khó lâu quá. Chủ yếu là bởi vì cái... Đầu tiên là cái disarm nation này làm cho cái manpower của mình quá ít này. Sau đó cái unstop isolation này nó làm mọi thứ quá tệ này. Mẹ đéo là sao? Support the right. Cộng có 0.5 nữa, 0.05 nữa. Chắc là đến một giai đoạn ở đó thì cái cộng ảnh hưởng kia sẽ bắt đầu giảm xuống. Kiểu càng lớn thì nó sẽ càng giảm xuống. Đấy là mình nghĩ là vậy mà. Buồn ngủ quá. Mệt quá. Chính ra Pháp mà nếu biết chơi thì thường là rất mạnh ấy. Bởi vì trước là mình có chơi Pháp và sau đó là mình đã đánh bại Đức. Tuy nhiên thì cái bọn Nga này, bọn mạnh vãi cứt ra ấy, kiểu mình không hiểu sao ấy, mà mình declare bọn nó, cho bọn nó tấn công mình, đẩy hết mình ra khỏi đây luôn. Mấy cả bọn Republican Spain mà nó cũng hỗ trợ nữa. Nên là mình lúc ấy mình gần chết tới nơi luôn rồi. Khá là mệt. Hồi đấy mình cũng chưa biết chơi hẳn lắm nhưng mà cũng gọi là tầm tạm. Mình định quay ở đấy coi nhưng mà cuối cùng là thấy nó cũng không hợp lắm ấy. Các bạn nhớ tháng 12 ấy, thì là mình quay đi quay lại mấy cái part của Anh xong rồi của Pháp ấy. Thì trong giai đoạn đấy thì mình không đăng beat nào lên bởi vì rằng là mấy cái beat đấy mình không ưng lắm ấy. Thực sự không ưng, không ưng tí nào. Cái bọn Japan này dùng luôn cây của cái Waking the Tiger chứ không có cây nào mới cả đâu nhá. Không có cây nào mới cả. Các bạn có theo cái Shogunate đi. À ừ nhỉ, bao giờ mình sẽ cho chơi thử cái Shogunate đi nhá. Nhưng mà mình thề luôn ý là chắc chắn sẽ vẫn có chiến tranh ở Trung Quốc. Thề luôn. Thường là Shogunate thì có thể, nếu mà AI mà theo Shogunate ý, thì thường là bọn nó sẽ là phiên dậu. Thỉnh thoảng lắm ý là bọn nó sẽ làm phiên dậu của bọn Trung Quốc. Mình chẳng biết tại sao nữa. À ui, bọn này theo dân chủ quá à. Ồ được ấy, được ấy. Dân chủ sau đó giải phóng Mãn Châu này và đủ kiểu này. Nhưng thề luôn là mình không bao giờ muốn điều đấy xảy ra đâu. Nếu mình chơi Nhật mình sẽ không bao giờ theo dân chủ cả. Lại lần nữa thì mình rất mong các bạn sẽ like và subscribe ủng hộ cho mình nhé. Vẫn chưa người đang tăng lên 1700 nhỉ. Like nhiều vào và subscribe nhiều vào nhá. Chúng ta đang có foreign isolation nữa. Đây là cái trick của fascist hay sao ấy? Master of America. Mình nói thẳng là chúng ta sẽ cần phải combat the Great Depression nhé. Và sau khi đến được phase 1 thì mình sẽ chuyển sang là tour và tiến hành xử lý luôn bọn Mexico nhé.
Destroyer, destroyer, destroyer. Rồi ok. Ready to move. Rồi ok, đầu tiên là chúng ta sẽ combat the Great Depression này. Để mình cần phải sửa chữa mấy này cả. Cái the Great Depression này nó đang khá là tệ ấy, bởi vì consumer goods factories là đến 30% ấy. Thì nó đang phá hoại nền kinh tế của mình quá mức ấy. Nếu mình giảm hết xuống cái chỗ đấy hết sạch luôn rồi thì nền kinh tế của mình nó sẽ quá mạnh lên ấy, kiểu không có một quốc gia trên thế giới nào có thể đọa được Mỹ cả. Nếu mà sau khi mình đã chuyển lại về trạng thái là kiểu partial mobilization là mình đã quá ngon luôn rồi ấy. Kể cả Đức, Đức cũng không bằng mình được. Đức bọn nó có MEFO bills ấy, thì là thường là bọn nó sẽ từ từ tí. What the fuck? Đâu rồi? Bọn này không có MEFO bills à? Bởi vì lúc này nó sẽ xây dựng nhiều hơn ý, khá là nhanh luôn ý. Chính là bao giờ mình phải chơi thử cái bao giờ mình phải chơi thử cái bọn phát xít, cái kiểu đế quốc Đức ở trong này nhỉ? Nhưng mà phải nói rằng là đế quốc Đức trong này nó không hay bằng cái đế quốc Đức kia. Đế quốc Đức ở trong cái DLC ý, nó hay hơn. Không cần mod thì nó vẫn hay hơn, thế luôn. Từ từ, cái này sẽ giảm xuống 40% này. Cái này 50% và 40%. 10% là cả một tỷ lệ nhá. Hề luôn. Các bạn sẽ không hối hận khi đổi sang đâu. Xem nào, có cái gì mình cứu được nữa nhỉ? Heavy tank này. Sau đó mày sẽ là M3 Stuart. Sau đó khi là mình sẽ chuyển sang nghiên cứu máy bay nhỉ? Với cả thêm cả mấy cái doctrine về máy bay nữa. Ok, construction của mình có thêm nhà máy đấy. Thấy chưa? 10% là mình không phải đóng nhà máy rồi. Tuy nhiên thì mình sẽ cần thêm một số nhà máy dân sự đi nhá. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm cho mình thêm military factories. Vũ khí của mình đang dần dần đầy đủ nhá. Thì tuy nhiên chúng ta không có sức công phá qua được nên là sẽ hơi mệt một chút đấy. Sẽ hơi có mệt một chút. Có cách nào cho bọn nó kiểu tăng cái war support lên không nhỉ? Political power này. Chuyển sang phase 1 thì chúng ta sẽ bắt đầu chuyển sang luôn to war. Hoặc là mình sẽ cần phải làm luôn cả cái... À đây, mình sẽ làm cái military rearmament sau khi làm xong phase 1. Và sau chúng ta sẽ chuyển sang to war nhá. Bởi vì là mình sẽ cần bọn nó chuyển sang cái lệnh là volunteer only. Mà trong khi tình trạng của mình là disarmed nation, có nghĩa rằng là vũ khí là quốc gia giải giáp ý, kiểu nó gần như chẳng có nói là nhỉ, kiểu như là nó không có conscription nên là mình sẽ không có manpower để làm gì được cả. Cứ đánh kiểu này thì mình sẽ mất sạch manpower trong một thời gian thôi nhá. Mà chơi theo phát xít ý, mà chiến tranh nhiều ý thì cái manpower phải nhiều thì mình mới xử lý được nhá. Mình sẽ rất cần Đức là đánh từ từ và bình tĩnh thôi nhá. Rất cần. Sau đó thì mình sẽ cử thủy binh của mình, toàn bộ thủy binh của mình sang bên bờ biển English Channel để mình sẽ gọi là đánh bại thủy binh của Anh. Máy bay của mình hơi ít, thực sự là vậy. Thủy binh của mình nó đông ngang vào bọn nó, nhưng mình nghĩ rằng là chất lượng thủy binh của mình nó sẽ không bằng được lắm. Nghĩ là vậy. Cũng chả biết ở đâu. Rồi ok, chuyển sang là phase 1. Và thêm nhà máy này, chúng ta sẽ cho thêm vào đây cái. Phase 1 60 ngày. Mệt quá, từ từ đi. Vẫn còn 1,3 năm nữa. Nếu mà nói dầu mỏ thì mình nghĩ là nước Mỹ nó không phải thiếu thế nào cả. 214.
Có thì chúng ta sẽ cần phải để free trade rồi nhỉ. Bọn kia nó càng mua càng nhiều kiểu dầu mỏ của mình thì mình sẽ có thêm nhà máy thôi. Nhưng mà mình chả biết ở đâu. Các bạn nên tập trung đầu tư vào cái stability nhé, bởi vì thường là nếu mà các bạn có một cái điểm stability cao ấy thì các bạn sẽ được tăng đầu tiên này, factory output cộng 18% này, dockyard output cộng 18%, consumer goods factory trừ 4%. Tôi bảo rồi, trừ 4% hay là trừ 5% là một trong con số nó kiểu mấy quốc gia lớn như Mỹ này thì thường cộng rất nhiều nhà máy. Thực sự là vậy. Chúng ta hiện tại nếu mà nói thì chúng ta trong trước chúng ta đang có được thêm 22 nhà máy bởi vì được bọn cho. Ok, xong phase 1 rồi. Và chúng ta sẽ làm military rearmament để đổi lệnh nhá. Và sau đó là chúng ta sẽ làm resource efficiency. Tour và sau đó chúng ta sẽ làm quyết định này. Đầu tiên là có Cuba, Haiti, Dominican Republic. Orange không này, cái này hơi xa quá này. Citron Federative Republic of Brazil, Brazil, Uruguay, Argentina. Khu vực này sẽ bị ăn attrition khá là nhiều này. Nó khá là nhiều rừng núi và đồ kiểu. Uruguay, Argentina. Có lẽ cứ nên tập trung vào tấn công bọn Mexico ấy nhỉ. Đây, một plan green này. Sau đó thì chúng ta hoàn toàn có thể demand Canadian Patriation. Có foreign isolation là sao? Mấy cái này mình cũng không cần lắm đâu. Political power gain thì đang cộng 0.63. Hơi ít, thực sự là hơi ít. Thường là mình sẽ mong chờ khoảng tầm 0.8 là nó bình thường. Có khi là mình bắt đầu sản xuất xe tăng nhỉ. Nhưng vấn đề là chúng ta đang kiểu không có đủ nhà máy mình không thừa lắm nên là cũng sẽ hơi mệt đấy. Thôi cứ để sau nhá, cứ để sau đã. Đó gì tính sau. Rồi không có gì là tốt hơn à? Ready to move. Commence. Rồi ok, có khi bắt đầu sản xuất tăng nhỉ? Từ từ đi. Lai thành cái nhá. What the fuck, Stuart này. Có khi là mình sẽ cần phải giảm bớt vũ khí này. Đầu tiên là vậy nhá. Mày sẽ đi lùi đến đây này. Mình sẽ cần chiêu mộ Motorized Division đầu tiên này, bởi vì là mình nghĩ là mấy xe tải này nó sẽ thường giúp mình bao vây hơn một chút này. Join Anti-Commission Pact thì mình hoàn toàn xâm lược bọn Liên Xô từ bên phía này này. Bọn này nó yếu mà. Bà rồi Mỹ lạnh lắm, nó không phải vừa đâu. Liên Xô mà nó đối đầu với Đức cả Mỹ thì nó thường là sẽ thua, thường là sẽ thua. Thêm súng vào đi vậy. Mình nghĩ nên thêm súng vào đó nhá. Sau đó chúng ta sẽ chiêu mộ cho mình National Guard Division thì thường nào. Có vẻ là đông hơn một chút này. Thôi rồi mình sẽ chiêu mộ National Guard Division đi vậy. Chả biết là tốt hơn không nhưng mà thôi kệ đi. Chúng ta chỉ cần để thêm một thời gian nữa thôi nhá, là chúng ta hoàn toàn có thể ban luôn bọn này được. Và sau đó toàn sẽ toàn là phát xít. Nhưng mà nếu mà toàn phát xít thì nó có giúp được gì không nhỉ? Đã biết được. Sao manpower mình kém đấy. À ừ, nhà mình chưa mộ nhiều quá. Biết rằng là mình vừa mới đổi lệnh xong nhưng mà ai 90.000 rồi. Ok, thoải mái, thoải mái. Recruitment ý, bọn mày sẽ có đủ manpower chưa? Có vẻ như là đủ đấy. Nhưng mà infantry equipment của mình vẫn chưa đủ lắm này. Chúng ta sẽ cần phải tăng cường sản xuất lên một chút này.
Sau đó thì bọn mày có cái thằng nào mà nó kiểu quên list này. Rồi ok, chúng ta đang có nội chiến ở Nhật. Thì nói chung là Nhật mà nó kiểu như nào chẳng được nhá. Nếu mà phát xít Nhật thắng thì thường là bọn nó sẽ chẳng làm gì nữa. Còn nếu mà cộng sản kiểu dân chủ Nhật thắng thì là mình nghĩ cũng không sao cả. Bởi vì bọn này nó sẽ là đồng minh giúp mình một chút cho trong việc là tấn công và xử lý bọn Liên Xô. Hoặc là mình sẽ declare luôn bọn này mà xử lý bọn này luôn. Nhật chắc là xâm lược nó cũng không đến mức lắm đâu. Bọn Nhật thì trong chiến tranh này bọn nó sẽ bị thiệt hại khá nặng ấy. Thì có vẻ như thằng này nó sẽ định là theo con đường, à không, chả biết đâu, Manchukuo kiểu Wakai Rikeminensito Seito, không có cái nào mà nó kiểu cộng mua support à. Bởi vì nếu mua support mình quá kén này thì thường là nếu mà tấn công bị mà nó tấn công Washington luôn ý thì là mình sẽ có vấn đề. Chúng ta sẽ xử lý bọn Mexico đi vậy nhá. Mexico, mày sẽ thuộc về tao. Chúng ta sau đó sẽ cần thêm một Chief of Army Douglas MacArthur này, Recovery Rate, Division Training Time mình sẽ cần thêm một chút này. Và sau đó bọn mày sẽ đầu tư tao về Military Factory nhá. Đầu tư nhiều vào cái. Bao giờ cái war support mình tăng cao lên nữa thì mình sẽ chuyển sang là partial mobilization là được rồi này. Trừ 15%. Ngon đấy. Sau khi xong được Mexico chúng ta sẽ làm tiếp cái industrial effort nhé. Để mình sẽ cố gắng là cải thiện tình hình kinh tế của bọn Mỹ. Chúng ta hoàn toàn cái chế độ Nam Mỹ này. Như thế còn tùy. Tùy thôi. Nói chung là mình sẽ muốn lấy nền tảng bọn này và sau đó là mình sẽ có cái nào tấn công Trung Mỹ không nhỉ? Ở Cuba, Haiti, Uruguay, Violet. Đây, cái này này. Có gì là mình sẽ declare luôn toàn bộ của nó này và mình sẽ xử lý bọn nó hoàn toàn luôn này. Chỉ sợ là bọn anh kia vào hỗ trợ thôi thì chúng ta sẽ có vấn đề một chút. Để đóng hết bọn mày ra nhá. Xong hết chưa? Đã rồi đúng không? Máy bay ấy, thì bọn mày sẽ tập trung hết về phía nam rồi nhá. Máy bay hơi ít nhỉ? What the fuck Police Republic? Bọn này đã tham gia vào phe của đồng minh thì đấy sẽ là một vấn đề rất lớn. Nhưng vô tension đã tăng lên rồi thì mình sẽ nghĩ là cũng không sao lắm này. Interwar Bomber. Bọn mày sẽ bay xuống đây và xử lý bọn nó tạo strategic bombing nha. Mày sẽ là interception và bombing. Oh, sân bay mình à? Interception và air superiority. Rồi ok. Xong rồi thì chúng ta sẽ xử lý tiếp về cái vấn đề rằng là industrial effort. Rồi ok. Thế nào? Declare vậy nha. Thôi cho Emilia Earhart vào trong cái quân đội của mình đi vậy. Chúng ta tấn công khá thành công. Ở số mặt trận mình đang tấn công mà xử lý được bớt bọn nó rồi đấy. Nhưng mà có lẽ sẽ còn lâu mình mới xử lý xong bọn này được. Thực sự là vậy, bởi vì nó sẽ hơi có vấn đề một chút đấy. Mexico cũng quốc gia lớn mà, nên là mình sẽ hơi có mất thời gian để xử lý bọn nó được này. Tiếp theo là chúng ta sẽ cần phải nghiên cứu tiếp máy bay này. Máy bay mình hơi cũ quá rồi. Go, go, go! Bọn mày Keep cho your distance! aggressive đi cho xong. Cho nhanh nhanh tí nhá. Ready to move. Một thằng mày tấn công phía nam nhá. Để mình muốn là cho xử lý bằng xong cái khu vực đấy đi. Có thể là bọn Mexico sẽ cho một cái cảng ấy.
là sẽ đổ bộ lên một cái cảng bên đây và đánh úp sau lưng mình và khá là mệt mỏi. Chúng ta so far đang chiến thắng ở đây nhưng mà vũ khí của mình đang không cải thiện tí nào cả. Ready to move. All in. Thấy không? Đang có một thằng đang phòng thủ ở đây nhưng mà đi thôi. Có lẽ là Mexico sẽ sụp đổ thôi nhưng mà chúng ta sẽ chết khá là nhiều đấy. Tính đến bây giờ chúng ta chết 16.000 à? Ừ, thế vẫn tốt, không đến mức lắm. All in. Ready to move. Mày cắt đây vậy, để cho nó chết bởi vì thiếu supply guys. Toàn bộ chuỗi sư đoàn này sẽ bị cắt đứt đây này, thì bọn nó sẽ chết chắc rồi nhá. Nên là chúng ta sẽ vẫn là thoải mái thôi. Move out. Mày sẽ đi vòng qua đây một cái. Ơ mày chạy đâu rồi? Từ từ từ. Đánh đâu tiếp bọn nó đi cái. Industrial effort này. Sau đó mình sẽ chuyển sang phase 2 nha. Nền công nghiệp của Mỹ sẽ phát triển rất mạnh. Và chúng ta sẽ gọi là thống trị thế giới lúc mẹ rồi nha. Nhớ một điều là mình sẽ nói là vậy đi. Khác bọn Đức kia bọn nó chỉ có quân đội mạnh thôi. Thì thường là nếu mình chơi Mỹ thì bọn nó sẽ có cả thủy binh và cả quân đội mạnh nữa, nên là mình sẽ không phải sợ lắm. Orders. Retreat. What the fuck, Albania is on the axis. Greater Albania. What the fuck, absolutist. Thế nào đấy, long live the king này, absolute monarchy này. Chả biết cái nào nữa. Có thêm bộ binh này. Bọn mày sẽ vào đây này. Và sau đó bọn mày sẽ lần đạo quân nữa nha. Keep moving. Rồi ok, chúng ta sẽ đi thêm cả đống bọn nó nha. Tất cả mình cũng vào đây cái. Mình suy nghĩ xem việc là mình có nên là cho hay là một phiên dậu của bọn Mexico đây không, hay là như nào. Thế cần phải suy nghĩ. Rồi ok, Mexico City đang khá là gần mình rồi đấy. Máy cắt vào đây được. Còn máy, cắt đều đào cái. Máy cắt đây vậy. Còn máy không vào đây nhờ, để chặn cho nó không vào nhờ. Khiếp sao mà nhanh đấy. Bọn mày định kiểu cho declare war chiến tranh thế giới 2 sớm à? Ờ hay là mình tham gia phát triển bọn nó nhá. Thật ua, tí nữa mình xin mà không biết có được không. Tình hình của mình nào, 41.000 người. Manpower của mình đang thấp đi một chút. Phase 2 xong rồi nhá, và sau đó thì sẽ cho naval base expansion này. Construction thì mình đang có cực kỳ nhiều nhà máy, nên là mình nghĩ cũng đếch phải sợ ai nữa rồi. Taking aim. Ready. Có lẽ mình sẽ bắt đầu chiêu mộ luôn cả tăng nhỉ. Train một chút này. Ngắt bớt này. Thực sự là mình đang hơi nhiều chiêu mộ nhiều bộ binh quá nhỉ. Và chuyển sang nghiên cứu thủy binh mới này, destroyer này. Destroyer kia mình hơi cũ rồi đấy, thì chúng ta sẽ phải chuyển sang destroyer mới này. Mày sẽ tăng lên một chút nha, mày tăng lên một chút nha, mày tăng lên một chút nha. Mày sẽ đổi tao thêm một số rubber là cao su với cả là tungsten à, chromium. Chả biết là cái gì, không chẳng quan tâm đâu. Mexico City đã sụp đổ từ bao giờ mình không biết. Mexico chắc còn một tí thôi là bằng chua nha. Trang bị vũ khí của mình đang rất kém, thực sự là vậy, nó đang dần dần hết vũ khí rồi. Chúng ta chỉ cần chiếm với nhà máy, chỉ thành phố ấy thôi là chúng ta sẽ ngon rồi. Vance.
Ready. Rồi ok, xong hết rồi đúng không? Thôi pass đi. Pass đi nhỉ? Thôi mình sẽ chiếm bớt một khu vực phía bắc này nhỉ. Sau pass chỗ còn lại nha. And turn. Xong, done. Thôi mình chỉ lấy thế thôi chứ là mình gì nhiều. Bọn mày hãy gây từng đây tao ấy nhỉ. Khu vực này mới ấy, nó sẽ hơi có vấn đề về việc phá hoại đất đai đấy. Thực sự thường rất có nhiều. Level base expansion này, sau đó the depression is conquered. Sau đó chúng ta sẽ có thừa đủ nhà máy thích làm gì làm. Còn vấn đề tiếp theo là cái war support mình vẫn đang quá kém, mà chúng ta đang không biết phải làm gì tăng war support lên được nhờ. Thôi mình sẽ ban nốt cái democratic party đấy. Chúng ta sẽ đổi sang bọn này có thêm là recon này, field hospital với cả là logistics bị cái stay safe xong rồi. Thế nào, đợi tí. Máy bay nghiên cứu xong rồi đúng không? Chuyển sang bomber loại mới nào. Medium bomber này. Còn bọn mày hãy cho tao thêm dầm ấy. Save đó này. Sau đó mình sẽ cần thêm là maintenance company này. Rồi ok. Nốt một chút nữa thôi là chúng... Ôi dồi ôi. Lại thêm đạn thủy binh này. Sau này nhiều thủy binh nhỉ? Bọn mày hãy quay cho tao khu vực này đi nhá. Vãi cả gọi Abridon cơ. Nhờ thôi, chắc chẳng làm gì được đâu. Nói chung là anh sẽ là mục tiêu, một trong mục tiêu cuối cùng của mình nhá, để xử lý bọn này nhá. Ô vãi cả. Ô vãi cả trời ơi. Vãi lên sau Dick Level rồi à. Mệt đây. One, two mà. Ask to join faction. Nói thẳng là mình không có sức để xử lý bọn này được ý. Bây giờ mình nghĩ là cái campaign sẽ lag hẳn đi rất nhiều đấy. Thực sự lag hẳn đi rất nhiều. À không, cũng không đến mức lắm. Bởi vì là bọn kia chưa điều động lính sang hẳn lắm, nên là chúng ta vẫn sẽ thoải mái thôi. Quantum này chắc là bọn sẽ chết chắc rồi nhá. Bởi vì là bọn này chắc chẳng làm việc đâu này. State of Japan nó chưa xử lý bọn này nữa này. 2548 sư đoàn, bọn này 3983 sư đoàn. Nhưng mà sẽ cần phải để xem nữa. Bọn này thành lập được cả. The Destruction Conquered nhá, Destruction chúng ta, ui dồi ôi. Xây cho mình thành nhiều nhà máy quân sự nhá. Bảo rồi, Mỹ mà đã chơi Mỹ mà chơi tốt thì thề luôn, bởi quá mạnh luôn. Đây, mình sẽ bắt đầu xử lý luôn bọn Trung Mỹ cái nhá. Sinocus, Mexico này. Vãi ở theo cộng sản. Mình sẽ xử lý từ hàng một nhá. Mà mình nghĩ là nó cũng không khó khăn lắm đâu. Ok này. Game lag hẳn rồi. Ready to move. Ô vãi cả thằng này tham chiến này. Republican Spain đang trong tranh bọn này nhá. Vấn đề rằng là bây giờ chúng ta có sang không kịp này. Vừa nãy mình có sang không kịp này. Thằng này thằng nào đây? Vãi cả Mông Cổ.
Thôi thì quan tung chết chắc rồi. Nói chung lúc sau đó thì mình nghĩ là mình sẽ đỡ lag con thần một chút, bởi vì bọn quan tung này thì có 7-14 sư đoàn đòi chống lại bọn Liên Xô cơ chứ lại. Thế có chán không? Rồi ok, Imperium Quantum Democracy hay gì đó đã chết. Đây là chắc là lính của bọn nào đó chứ. Nhìn trông bọn chán là thương quá đi. Thôi cứ bình tĩnh đi vậy. Chúng ta sau đó sẽ chuyển sang là Limited Conscription đấy nhá. Có vẻ như dưới này đang có quá nhiều sư đoàn ấy, thì là chúng ta sẽ đang hơi có vấn đề một chút này. Bọn mày thì thôi ở giữa nhá. Tất cả bọn mày thì cho sẽ cho tao garrison ở khu vực bên trên này đi. Rồi ok, đợi tí nhá. Lùi lại lên phía bắc này đi nhá. Và bọn mày sẽ xử lý đầu tiên cho tao cái thằng Guatemala này. Chả biết tên là gì lắm kìa. Declare war và xử lý tao cái. What the fuck? Organization mình làm sao đây? Attrition quá nặng này. Bọn mày rút bớt rồi nhá. Đầu tiên là mình sẽ cần phải rút bớt thằng này ra đây. Hổ quá, cái lính của mình bây giờ mất sạch vũ khí rồi này. Về đằng sau đi nhá, về đằng sau đi. Yes sir. Mà có tí thì gọi là thực sự mình đang không hiểu. Kiểu mình không ngờ organization mình bị tệ thế cơ. Thực sự là vậy. The silver shirts này. Ready to move. Mình này tháng 3 năm 1941 cả. Bọn mày rút lui ra khỏi đây đâu. Vãi, thằng này không chạy được này. Attention. Mất bao lâu nữa về đây được? 10 ngày. Có lẽ mình sẽ cần phải rút lui về thì mình mới xem được cái nào đấy. Bọn máy có khi đấy. Thôi rồi, có khi là sẽ naval invade từ khu vực này vào Guatemala nhá. Rồi ok, tất cả bọn mày sẽ vào cái việc nhiệm vụ đấy nhá. Chuẩn bị đi cái này, tao cái Devil Superiority mình đã có sẵn đây rồi nha, nên mình không phải sợ lắm này. Ready, sir. Sao mà organization mình bị kém nhỉ? Command. Move out. Listen up. What the fuck, đang chuyện gì xảy ra đây? Oh, bọn Kingdom of Romania, bọn này đang tấn công của bọn Ý cơ. Oh, vãi cứt. Thôi kệ đi. Chúng ta có vấn đề lớn hơn là chúng ta đã không thể tấn công bọn này được này. Thực sự đấy, tại sao mà cái này của mình làm sao này? Có lẽ là chúng ta sẽ cần phải xây dựng thêm một số cái gọi là infrastructure nhỉ. Xây xong nhanh lên tí nào, để tôi còn cho cái infrastructure để vào cái. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cần thêm chỗ này nữa. Trời ơi. No, không, đừng nhầm. Cần đéo cần lắm ấy. War support chúng ta đang khá là tệ này. Thực sự ấy, tại sao mà mình không thể tấn công bọn nó được nhỉ? Thôi rồi, vậy thôi thì hôm nay video xin dừng lại tại đây nhé. Các bạn thích video thì hãy like và subscribe để ủng hộ kênh mình nhé.
Vậy thôi, bye bye. Ừ.